Dạ con cúi xin Phật cho con nghỉ tịnh 5 phút thôi để con xử cái đám quỷ phá nhà trai này. Em ơi, em ơi em. Ở đâu hả? Ở đâu vậy hả? Ở đâu mà tới đây phá tôi vậy? Trời hả? Ơi, không thấy tôi đi chùa hả? Tôi mới vừa Nam là em ơi, Nam em ơi. Thấy em dễ thương quá kêu. Thương quá mà. Em ơi. Em à. Số em xui dễ sợ. Cầu duyên bao nhiêu năm trời không có, giờ nó ra hai thằng một lượng. Em ơi. Em đây. Đi đâu mà dội mà vàng. Đi đâu mà dạng mà dồi. Trời ơi. Mà dấp phải cục đá chả ba. Hoàng hỏi sợi dây dài thòng. Dừng chân đứng lại nơi này. Dừng chân đứng lại nơi đây. Tự nhiên bắt gặp được hai thằng khùng. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu vậy trời? Trời ơi, sao tự nhiên gặp nhau mà chửi, mới gặp nhau mà em chửi khùng là sao? Em không có chửi ai hết trơn á. Nè nghe anh nói nè, anh giới thiệu cái gia thế của anh cho em nghe là em hết hồn rồi. Dạ mời anh. Đại gia. Anh là đại gia? Ừ. Anh ở đâu vậy? Ở trển á. À, hiểu rồi đó ha, hiểu rồi đó. Đây chắc cũng Biên Hòa chợ quán ra nè. Nó kêu ở chợ. Bây giờ làm sao xử? Ở trên là trên nào vậy anh? Ở trên núi đó. Ủa trên anh núi. Làm gì trên núi? À em không nghe hả? Giàu lắm, trên núi giàu. Em không nghe câu ông bà nói sao? Nhất phá Sơn Lâm, nhì đâm Hà Bá. À vậy là mày lâm tặc phải không? Trời. Cái đây này hiệu ứng nhà kính mà xảy ra là tại tụi bay không á? Không phải, khai thác cây xanh thôi. Khai thác cây xanh. Thằng này đại gia không bằng anh đâu. Anh nè, anh mới là đại gia nè. Anh ở đâu vậy anh? Anh là đại gia khét tiếng luôn. Anh là ở chổng mới ra. À ở trong tù mới ra hả? Không, ở trong rừng. Hả? Trong hai thằng ở rừng hết. Anh giàu lắm, anh săn bắt thú rừng mà. Rồi hiểu rồi đó ha. Thì thôi xin lỗi mấy anh. Em ở đây em không có chủ trương cho mấy anh là em quen mấy anh mà vừa sát sanh mà vừa phá của, phá thiên nhiên là em không chơi rồi. Thôi mà vì em sẽ bỏ tất cả, hiểu không? Bây giờ anh nghe tiếng em từ lâu rồi, anh nghe đồn là ở cái chùa là có cái cô gái này dễ thương, hay đi chùa lắm. Trời mà không biết chùa nào, anh đi kiếm quá trời quá đất luôn, đi kiếm cả trăm cả ngàn cái chùa nên mới gặp em ở đây. À. Trời ơi, tôi đi chùa mà nổi tiếng. Bởi vì người ta nói là cái câu gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhưng vô duyên đối diện bất tương phùng. Bậy. Xin thí chủ hãy bước đi. Không phải, em lộn. Bậy. Em coi thoại Mỹ làm riết em quen vậy thôi. Không có nha, có duyên đối diện sẽ yêu liền. Đừng có yêu thằng này em ơi. Anh nè, bữa nay sao em gặp em bể hoài mày? Anh gặp em anh vui quá trời vui luôn thiệt. Sao vui vậy? Bây giờ đó giờ trong rừng ở đây gặp em anh vui quá. À từ xưa giờ ở trong rừng gặp khỉ đâu không á phải không? Bữa nay gặp tôi anh vui quá không? Em đẹp anh thích quá, tự nhiên ngẫu hứng làm thơ nói về em quá. Làm đi anh. Gặp em anh bỗng xuyến sao. Hả? Xuyến sao sao xuyến như tô hủ tiếu xào. Cái gì vậy ông nội? Ông làm thơ đâu chất quốc vậy? Cái tầm bậy nha. Tào lao rồi đó nha. Dạ. Nhưng mà tụi anh thích em, tụi anh yêu em. Thì dạ cảm ơn anh. Nhìn từ cái ánh mắt đầu tiên anh đã yêu em mất rồi. Bây giờ em ở đâu anh cũng có thể nào đi theo em được hết. Thiệt, anh thề với lòng luôn mà. Anh thề với lòng là đúng ở đâu anh cũng đi theo. Đúng rồi. À, nếu như em là con thuyền. Em là con thuyền à?
em là con thuyền thì anh sẽ là dòng sông. Trời ơi, nếu như em là quả núi thì anh sẽ nguyện làm cây xanh để che mát cho em. Cái này mày xạo rồi đó, mày toàn đi cưa cây không chứ mày chưa trồng cây nha. Đang văn thơ mà tỷ thọt thọt chứ không chứ. Ý là lúc nào văn thơ nhưng mà phải thực tế. Còn nếu em là một đồng. Em là một đồng thì anh sẽ nguyện làm con trâu con bò cho em cười. Trời ơi, lấy mấy mày về làm cái gì trời. Nào cái đầu cũng to mà không có óc là. Còn nếu em sẽ làm một công chúa thì sao? Em ấy là công chúa thì anh đây anh ấy sẽ là công công để bên cạnh em. Mày khùng hả mày? Đâu có khùng, ổng chưa hiểu hết thôi. Trước khi trở thành công công ông phải một qua một cái công đoạn đó nha. Phải suy nghĩ cho kỹ đó nha. Mày chịu mày toát mồ hôi hột rồi phải không? Không xạo. Thôi em thấy mấy anh khôn vậy á, thôi em cũng không biết nói gì hơn. Không thì mà anh thích em. Thì thương em quá. Em cho em lên chùa, lên chùa chơi với em đi. Thôi dạ cảm ơn anh. Mấy anh đừng nên vô chùa. Theo em nghĩ một mình em vô chùa được rồi. Mấy anh vô chùa em cảm thấy em có lỗi. Lỗi gì đâu thì em người phải có tâm tịnh chút xíu mới vô chùa. Chứ như mấy anh vô chùa chẳng khác nào em rước quỷ về phá nhà trai. Em đưa voi về dài mã tổ. Cái gì vậy em? Cái gì đâu rồi nói quá vậy hả? Mà em vô chùa em làm gì em làm đó mà em vui em vô hoài vậy? Thiệt không? Em đi làm gì anh làm đó nghe. Làm gì? Em đi làm công quả không? Công quả gì nè? Sao? Em vô nè, em quét lá nè. Quét lá đa đó dạ. Hả? Trời ơi, quét lá đa mệt lắm em ơi. Em về nhà anh đi. Anh có những cái lá mà em quét mà em không ngờ thấy mệt mà em khoái nữa kìa. Ủa lá gì vậy anh? Vàng lá đó em. Trời anh ơi, cho em hỏi thăm nha, súng bắn có chết không anh? Chết chết. Lựu đạn nổ có chết không anh? Bành xác đó. Em xin phép anh em đi. Cái gì đi đâu nữa vậy? Đâu vậy? Nếu không ở đây anh nổ em cũng chết. Trời ơi. Đâu mà vàng mà lá mà đi quét ông nào ý. Ông tàu lao. Thì cái cua ghề phải quăng quăng cho nó tới tới vậy chứ. Không mà tại anh thích em. Anh thích em thiệt. Làm bây giờ làm cách gì để được đi đi theo em là được rồi. Anh muốn đi theo em hả? Ừ. Dạ. Dạ. Thằng này nó nhìn em nó khờ luôn anh. Nó không biết nói gì. Vậy thôi thì bây giờ nè, nếu anh muốn đi theo em sẽ đố cho anh mấy câu hỏi thôi. Ủa nếu đúng mà mấy anh trả lời được. Trời em ơi, sẽ cho mấy anh đi. Trí thông minh chứ gì? Anh mới nói về vàng đúng không? Đúng. Bây giờ em đố anh nè. Cái gì? Vàng thì đang lên từng ngày. Đúng. Ừ. Nhưng đố các anh, xe gì từ xưa tới giờ vẫn có một cây? Xe xích lô. Sai. Xe đạp. Sai. Xe ba gác. Sai. Xe Honda. Sai. Vậy chứ xe cái gì? Vậy? Xe lỗ tai. Xe... cái gì kỳ vậy? Thôi. Em đố, em chơi đố mẹo vậy tụi anh không có phù. Không có phù ra, thôi được rồi, bây giờ em đố anh câu này nữa nè. Đố về xe luôn, đố mấy anh. Trong các loại xe có một loại xe có động cơ nhưng không bao giờ chạy được. Xe bị hư. Sai. Sẽ hết xăng. Sai. Hơi bù ri. Sai. Chỉ xe gì? Xe nước mía. Ủa là sao? Xe nước mía nó có động cơ để ép mía thôi đâu chạy được đâu. Không lẽ mỗi lần ông ép mía mà xe nước mía nó chạy ông bưng cái ly theo ông hứng hả? Bán nước mía khổ như vậy ai bán làm gì? Thua nữa rồi ta. Đố gì kỳ cục đố là đố mẹo mà. Có đố đàng hoàng. Đàng hoàng. Đây đố đàng hoàng này. Đây câu này quyết định nha. Một câu một không có câu thứ hai nha. Rồi. Đây là quyết định nha. Đố về sinh vật học nha. Rồi, sinh vật. Đố các anh trong các loại động vật con nào nhìn giống con chó nhất? Con sói. Sai. Con cáo. Sai. Con heo. Sai. Con trồn. Sai. Vậy con gì? Con chó con. Con chó con giống cho mẹ giống gì trời? Ông biết sao mà không trả lời? Câu này tôi lấy là từ cái lúc mà bà Tám qua nhà tôi bà chơi, bà thấy bầy chó tôi mới vừa đẻ, bà ngồi bà khen, bà nói trời ơi bầy chó của con Năm mấy con chó con nó giống con chó mẹ. Mà tôi cắt chữ mẹ tôi lấy chó con giống con chó. Thôi em đố kỳ cục quá. Đố gì không được rồi. Đố mấy câu thôi vậy tôi đâu cho mấy anh đi theo được. Làm cách nào chứ anh làm gì cũng được. Làm gì cũng được, đều theo em thôi. Muốn làm gì cũng được hả? Đúng rồi, làm sao đi lên chùa nhớ vậy? Nha bây giờ đó tôi sẽ dẫn anh vô chùa để mấy thầy giảng cho anh, để cho mấy anh giác ngộ bớt đi nha. Chứ tâm mấy anh còn vọng động quá, mấy anh đi phá làng phá xóm kiểu này là thế không hợp rồi đó, được không? Được. Là miễn sao là anh bắt đầu hiểu rồi, đầu giác ngộ rồi đó. Giác ngộ rồi phải không?
Còn chưa nữa, bây giờ còn muốn cái nữa nè. Cái gì? Mấy anh mà cứ theo mà chọc mấy cô gái ra ngoài đó là bắt đầu tôi cũng cảm thấy là tôi bực bội rồi đó. Bây giờ còn cái thi cuối cùng là thi quýnh lộn đi, chơi không? Ờ đúng rồi, thằng này chết, thằng này chết, chắc mày. Mày chết mày với đâu có nói hai người quýnh nhau, quýnh với tôi nè, tôi chấp hai thằng. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi, học giỏi trong chùa mà. Cái gì? Trời không? Thôi mà, trời cái gì đâu giỡn. Em nói giỡn cho anh nghe, giỡn chơi với anh vậy thôi. Đâu có thể nào dùng mà bạo lực mà để dạy người ta được, phải không? Đúng rồi, phải dùng cái sự nhẹ nhàng. Bây giờ mấy anh theo em, đi vô trong này. Tự nhiên mấy anh sẽ thấy tâm mấy anh tịnh lắm. Vậy hả? Lâu lâu nhớ đi chùa nha. Mấy ông này mặt không có đi chùa gì hết trơn á nha. Nhớ đi chùa. Biết mà nhớ. Vậy đi không? Đi 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 đi. Vậy đi à? Đi à, chờ ông Liêm không cho miếng nhạc á, tôi rủ mấy anh đi nè. Rồi cho miếng nhạc cho anh đi luôn em nè. Đi ơi. Đi nè. Trời ơi múa đẹp quá. Đây tao gọi múa lửa nè. Bà con đã có những tràng vỗ tay cho nhóm hài Hoài Linh. Và không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và hy vọng rằng tất cả quý vị có thật là nhiều niềm vui. Và có thật là nhiều những hạnh phúc trong đời sống. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ngáy như bò vậy ba. Ba ơi. Ba ơi. Ba. Em rồi. Tới giờ hành động. Đừng lắc. Đừng lắc ba. Trời ơi. Chìa khóa vâng. Dạ. Để ta tự lấy cho. Nè. Lấy nhiều lấy đi. Trời ơi bỗng vô. Trời ơi bữa nào mà lấy tiền ổng bỗng vô là tôi vô mánh rồi. Có chìa khóa tủ rồi. Sâu nào đây, tiền nào đây. Ông nội ơi. Đang mở mà. Chia tay tao không? Chia xong. Ra đây, ba. Ra đây. Ba. Ăn cắp tiền tao đi chỗ gái nữa phải không? Bực bội hả? Xin chút đỉnh tiền đi chơi với bạn bè mà ba. Muốn xin cái gì đó? Tối ngày ăn cắp tiền chỗ gái không à? Ba lấy giải con làm sao? Cái phương châm với gia đình mình là gì? Cha truyền con nói có hai điều. Trách nhiệm nè. Điều thứ nhất khi đi ăn với bạn gái ai trả tiền? Bạn gái trả tiền. Đúng. Điều thứ hai khi tâm sự với bạn gái những nơi vắng vẻ mình phải làm gì? Để bạn gái nó lợi dụng thoải mái. Phải lợi con. Dụng bạn gái chứ không để bạn gái lợi dụng ngược lại mình. Đàn ông mình dễ yếu đuối trong bóng đêm lắm. Hiểu rồi. Điển hình sống là tao nè. Mới 7 tuổi má mà dụ tôi vô bụi rồi. Trời. Má dụ ba vô bụi rồi má làm gì ba? Bắt dế. Trời. Má làm gì má? Bắt chí cho tao. Công nhận. Bởi vậy đúng là truyền thống mà. Con giống ba là nhà có phúc. Không dám đâu mày. Mày không giống tao chỗ nào hết trơn. Giống ai? Mày giống bên ngoại mày. Già trước tuổi. Tao nhắc cho mày nhớ nè. Cái hồi đề tháng của mày, tao mời hết cả xóm lại. Ai cũng tới cái nôi mày hỏi chứ anh ơi cháu nó được 4 tuổi chưa?
thứ gì đó không bao giờ nó giống bên nội, nó chỉ có tao, tao mới giống ông nội mày thôi. Bởi vì giống ông nội mới 42, ông nội chết rồi. Lên tầm bảy em bà, nhưng mà tao đã qua tuổi 43 rồi mày. Tuổi lẻ mới dễ chết á. À, thấy mày ăn nói bậy bạ xui xẻo rồi chưa. Xin lỗi nè, nghe bà dặn, phương châm của gia đình mình là gì? Không gãy gãy, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, đủ đâu. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy trời. Trời ơi, có nhiều khi nhìn đẹp mà hết hồn luôn á. Sao má xinh đẹp dữ vậy trời. Bà ăn cái gì mà sao đẻ đẹp dữ vậy nè. Mà ta thấy con người ta có cái số trơn trời á. Trời ơi, ta nói khổ dữ lắm, trai theo quá trời theo luôn, nườm nượp luôn hà. Nhiều lúc nhiều quá cũng muốn sàn bớt, nhưng mà thôi, nhiều đứa khác muốn đâu được, mệnh số rồi. Kệ, để từ từ xài. Khỏi có ngày trống vậy mà. Khổ lắm á, có bồ nhiều khổ lắm á. Nhiều khi phải vận động đầu óc để mà suy nghĩ đấu tranh với tụi nó đó. Nhiều khi đụng lượt á, nhiều khi đi đụng vậy hả, bệnh cả tháng luôn chứ phải giỡn đâu, khổ lắm á. Mà tại vì đẹp là phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Như bữa nay nè, bữa nay là tao thấy nhiều mối lắm nè, không có xể vậy đó, vậy thôi đó. Đó, tính hiệu tình yêu đó, khổ lắm. Tính hiệu tình yêu mà mỗi đứa cũng phải rơ đó, chứ để nhiều khi đụng rơ là chết. Mà nhiều khi cũng có đụng, nhưng mà không sao đâu, chắc không có xui đến nỗi vậy đâu. Cốc 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 là gõ cửa đó, gõ cửa kiểu mới, không có gõ cửa vô này nữa mà gõ cốc 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 vậy đó. Ai gọi đó? Anh là gió. Vì em là mây. Gió gặp mây. Bay vô đây. Em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thương quá, thương quá. Tưởng máy bay lủi vô nhà không? Tưởng đời tôi không lẽ mà cục dữ vậy à? Thôi, đi giận anh rồi. Mát quá. Ủa mát quá gì giận anh? Người ta nói á, yêu nhau á, xa một phút là bằng một thế kỷ. Anh để em chờ 3 phút là 3 thế kỷ rồi, anh biết không? Vậy hả? Thôi xin lỗi nha. Người em giận á, em ưa buồn lắm. Mà mỗi lần buồn, em phải đi shopping. Trời ơi, trời nặng ký quá. Mà mỗi lần đi shopping, em phải có tiền. Có tiền cho đi. Này mậu luôn. Có tiền không? Không. Giận sao? Tôi bứt tóc, tôi tự tử, tôi chết liền bây giờ đây là anh cứ tên ấy. Có. Vậy đi chiêu này xài hoài cũng phê ghê. Nè. Đó, cái này em nói anh nghe, không phải là em muốn lấy tiền của anh đâu. Sao? Em nói anh nghe anh nè, anh biết làm sao không? Cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Rồi sao đây em cũng yêu thương anh chứ bộ. Phải vậy chứ. Em đợi em có qua có lại à. Đúng rồi. Em có lấy tiền không có ai trơn á. Sao mà cháu em có lường công có ai trơn á. Anh ơi. Ừ. Chiếc nhẫn này đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Là sao? Là hôn đó. Trời ơi. Em nói là em đáp tả liền. Người em tiền, nhanh gọn vậy đó à. Tiền tao là cháu múc. Ừ. À. Anh ơi. Ơi. Cái bông tai em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Trời ơi, mày ghê, thông minh ghê, nói một chút hiểu liền. À, anh ơi. Ừ. Anh. Ơi. Vậy em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Chuyện này cho mày chơi. Không. Ba anh dạy rồi, thà chết dinh hơn sống dạy. Giữa em với ba anh chọn ai? Chọn ba. Chọn ai? Chọn ai? Thì em trước rồi ba sao? Giỏi, nhà nào cũng ăn ở cách đứt mới đẻ thằng này nè. Ủa em nói gì? Đâu có. Em nên dễ thương chứ đâu cái gì đâu. Thể hiện cảm xúc. Giết người trong vòng. Đó, thấy không? Bởi vì tên ấy, mấy cái thằng đàn ông vậy nè. Nó làm sao? Viêm mũi. Vậy? Cốc mũi ông rồi. À. Cốc. Trời ơi, sao quen dữ vậy? Tín hiệu giống nhau dữ vậy? Cốc. Hôm nay xui ông lẽ đời tôi tận số. Ông nội em. Ông nội em. Ông. Ừ, hay quá, để ra mắt ông nội luôn. Bậy, không có ông nội em. Không có ông nội, ghê ông nội nữa. Trời ơi, không biết cái làm sao mà ông nội em. Ông còn sống hả? Ông cố nội còn sống. Trời đất ơi. Ông này khó lắm. Mà ông nội thì chết rồi. Ông nội ba chết hết, ông biết ông này ông ăn cái giống gì mà ông sống dài lắm. Để ra mắt ông nội. Thôi trời ơi, cố nội khó lắm anh, ông không biết đâu. Em sợ như cố nội nha. Gì vậy hả? Em nói anh nghe này, nhìn không? Để ra
phong lắm. Ông cô nội ông khó lắm, không có chơi giao du chi bạn trai đâu. Hả, bạn trai mà một người tới là la, nhiều người tới ông không mới la. Bây giờ mình ăn trộm mẹ, mình ăn trộm mẹ. Tốn chỗ nào không trời ơi? Toilet, toilet, toilet. Trời ơi, em mở lòng nào đưa anh vô toilet. Toilet là chỗ kín đáo nhất, an toàn nhất. Bây giờ có đi không? Đều đi, giết người trong mộng lần nữa, khổ quá. Vô vậy, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cốc, cốc, cốc. Nấp nghe, ai gọi đó? Anh là Thủy. Trời ơi, em là Quả. Thủy gặp Quả, tắt bếp lò, mò vô thắp. Cô mèo Mimi của lòng anh. Trời ơi, nhà của lòng em. Cái lộn nhà không thì ghê không, vậy em mừng quá. Mừng quá lụng lời. Em giận anh, giận anh. Trời ơi. Chọt vô mà tưởng phòng chống cháy với lại nước lụt không à. Này được lắm mà ghê. Có lò xo đó, tự vo giảng luôn. Hay quá anh, hay quá. Sao giận? Giận rồi, người ta nói yêu nhau xa nhau một phút là một thế kỷ. Anh xa em 3-4 phút để em chờ 3-4 phút là 3-4 thế kỷ, em biết không? Giận anh rồi, mỗi lần em giận em buồn. Trời, mẹ em buồn phải đi có tiền. Tiền là mẹ có tiền, cho tiền em đi. Trời ơi, gầy hàng quá. Giờ không gà chị nằm dài. Hả? Ông khó dính. Anh dễ thương. Anh đi shopping sắm gì nè? Đi shopping á hả? Ừ. Anh ơi. Hả? Anh thấy chiếc nhẫn em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Là sao? Hôn á. Lớn rồi, hôn không nổi. Hửi được không? Trời ơi, muốn dùng cây già. Mấy trẻ dễ dụ hơn cây già con. Thơm quá. Cho anh lợi dụng dễ sợ. Anh ơi, cái bông tai em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Sao không? Sao tự nhiên mát dữ vậy nè? Thổi tôi hít. Thổi gió hả? À? Thổi gió quen rồi. Thôi kệ, chịu đựng đi, có tiền khổ ghê vậy đó. Anh ơi, bà phải gà già nàng chiến mới được. Vậy em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Không. Con anh nó đã dặn trước khi anh ra đường. Sao? Thà chết dinh hơn sống nhục. Giữa con với anh em chọn ai? Con. Em trước con sau. Giỏi ngoan. Để cao cao lên chứ cái lưng lên. Mỏi quá. Dạ, trẻ cũng như nhà hậu ạ. Ở đạo cũng vậy đây. Gì vậy? Trời, chắc gì mũi quá. Nói cái gì? Không, chắc thơm mũi quá. Ngoan giỏi. Thế thì cảm xúc xong rồi. Em muốn tiền đi sắp tiền. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Bảy, hết tiền rồi. Bảy, anh tiền nhiều lắm bảy. Không, em bảy. Trời, tôi bức tóc tôi, móc mắt tôi chết liền. Mấy giáo nữa tiền hết tôi, tôi chết rồi trời. Tôi cào đầu mà luôn đó bà. Trời đất ơi, quen bà 3 năm nay có con chiêu đó làm hoài vậy trời. Mỗi lần giận lên cái rồi bức tóc hả? Ông chia bơ đụng hả? Là điếu coi. Bực bội à. Nhớ ông làm là hình em theo đầy đường lắm á nghe. Nổi tiếng lắm á, tôi yêu người nổi tiếng quá. Phải ông, phải ông, em ở đâu? Chỗ điện cao thế á, nguyên cái đầu lâu á, hai xin kéo vậy nè. Ông này cũng cao thủ á. Kệ em miếng tiền cũng được xong bỏ. Trời anh à, em phải có tiền để shopping. Anh hết tiền rồi. Anh muốn chửi mắng em như thế nào cũng được. Điện cao thế, điện thấp thế gì cũng được hết trơn. Anh phải có tiền. Thôi được rồi, từ từ anh cho tiền em. Thôi mình đi chơi đi. Cho tiền. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mất cỡ á. Trời ơi, úng quá. Úng quá. Hàng xóm. Em chút thằng nào ở trong nhà này. Hàng xóm. Phải nói. Hàng xóm. Trời ơi, thằng nó ra. Thầy quả thằng đúng là gian phu, dâm phụ. Bữa nay mày chết với tao mà dám chiếm đoạt người yêu của tao thì mày, mày tới số mày rồi. Trời ơi, tao giết mày được với mày đâu mày biết. Mày dám chu ngô với ông mặt mày. Trời ơi, mày là thằng đập nạc chi. Ủa, mày có con tao mà. Ủa, ba, con. Bà ơi, cô tưởng thằng nào cũng quánh quá trời luôn. Bà nội cha mày, nghĩ thằng nào mà mày quánh tao dữ vậy hả? Ủa mà bà đi đâu đây? Mày đi đâu đây? Tao thăm bồ con, tao cũng thăm bồ tao. Tao quen 3 năm rồi, tao quen 10 năm rồi. À, thôi vậy nói cho dễ hiểu, hiểu rồi, tôi hiểu trơn, tôi đứng tiếng kiến tôi hiểu rồi. Đây là ba. Ờ, đúng rồi. Ê con. Ờ. Hai cha con. Đúng rồi. Yêu có mình tôi, mê có mình tôi, bị tôi sỏ mũi. Thì bây giờ thôi, nội bộ cũng đâu có xa xôi gì đâu, đâu có lạ gì đâu. Bây giờ hai cha con giải quyết đi, tôi của ai, cái lát rồi tôi ra, nghe. Mày nói đi. Thôi, bây giờ ông nói nhiều. Tao dù sao cũng là để ra mày, người là sanh thành dưỡng dục mày. Mày phải nhường cái mối này cho tao. Không dám đâu. Lớn phải nhường nhỏ, ba phải nhường con.
Nhưng mà tao lớn rồi, tao còn gần đất xa trời rồi, không còn thời gian nữa, phải yêu liền. Nhưng mà con tới tuổi vậy thì giờ con phải yêu chứ. Đúng, tình yêu là phải dành không phải nhường. Không có nói nhiều à, tao phải nhường con à. Mày phải nhường cho tao. Không, tao không chấp nhận con nhỏ này là dâu của tao. Con không chấp nhận nhỏ mẹ này là má ghẻ con. Trời ơi, muốn chơi là chơi à. Mày muốn chơi là tao chơi với đúng. Mày. Đúng, bây giờ ba nói sao, tao hy sinh vì tình yêu à. Con cũng hy sinh vì gì em ủng hộ hai anh luôn. Muốn chơi với muốn chơi với tao. Mày chơi với ba liền. Mày đừng có tưởng lớn rồi ăn hiếp tao con nít nha. Mày đừng có tưởng nhỏ tao nhường mày nghe mày. Bây giờ mày muốn giết ba ra. Vì tình tôi giết cái gì vậy luôn á. Chỉ là dạ. Dạ. Hai cha con làm gì vậy? Quýnh lộn với chi? Quýnh lộn hả? Dạ. Biết bằng nhục hả? Dạ sao? Sao vậy? Hai cha con mà nó quýnh lộn giành gái là sao? Trời đất ơi, mình là con. Mình là con. Cha mình mang nặng đẻ đau, mà đẻ ra mình đi giường ông chút cũng được hả? Còn ông nữa. Dạ. Mình là cha. Cha mình. Đẻ nó ra con mình không thương, không lẽ thương con người ta. Nhường nó chút không được sao hai đứa giành? Đúng rồi. Mệt ghê à. Dạ chị giỏi quá. Nhục nhã không? Dạ em hiểu, em hiểu. Cha con nhục nhã ra được mà đánh lộn giành gái hả? Đúng rồi, em hiểu. Bực bội à. Mệt quá đi. Phương châm của gia đình mình là cái gì? Không dạy gái. Giỏi, ngoan. Để vậy đó, đừng có dạy gái. Dạy mình tôi được rồi. Trời.